Giờ mình sẽ đứng đây hóng gió một chút. Rất là cao, rất là mát. Chào mừng mọi người đã quay lại kênh của Bon Bon. Hôm nay trời đẹp quá và những ngày cuối tuần của mùa hè nên mình dẫn tụi nó đi công viên chơi, đem một xe đạp chạy vòng vòng, hít thở tận hưởng những cái ngày cuối tuần của mùa hè. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi cái khu công viên này nha. Đây là Rundle Park ở Alberta. Có một cái cầu rất là lớn và cao. Một tí nữa mình chạy lên đó quay cho các bạn coi. Sẵn sàng hết những chiếc xe đạp. Tí nữa mình sẽ chạy lòng vòng hóng gió với mấy đứa nhỏ. Bây giờ nghỉ ngơi tí, phơi chút nắng ở đây. Muốn leo lên đèo hả? Đây có một vườn bông đẹp quá. Để mình quay cây bông gì? Hoa dạng thọ hả ta? Đẹp quá đi. Bây giờ mình sẽ dạo vòng vòng Rundle Park nha. Đây, khung cảnh xung quanh có một cái dòng sông rất lớn và cái cầu rất là lớn. Tí nữa lên cái cầu hóng gió. Cái cầu thiệt là lớn. Tí nữa mình sẽ đi ngang và nhìn xuống dòng sông hóng gió. Giờ rất là nhiều người đi chạy xe đạp tập thể dục khu này. Bây giờ mình đã ngay giữa cầu rồi. Chỗ này có chỗ ngồi cho mình hóng gió và nhìn xa ra cảnh sông này. Rất là gió mát, trời hôm nay nắng đẹp. Giờ mình sẽ đứng đây hóng gió một chút. Rất là cao, rất là mát, phơi một chút nắng vào những ngày cuối của mùa hè. Ở đây có một lối mòn rất đẹp, đi xuống đâu, đi xuống tuốt tận ở dưới mãi sông. Có một cái bờ, khung cảnh thiệt là tươi mát. Wow, rất là cao các bạn ơi. Rất là nhiều cây cối xanh tươi. Vô công viên về là mình cảm thấy rất là thoải mái, không khí rất là trong lành. Oh, trời rất đẹp, gió mát, không có nắng gắt lắm. Cùng khu vực mà tới mấy cái park nó
liền nhau. Mới qua cái cầu là qua cái park khác rồi, nó gọi là Golden Bar Park nè. Bản đồ. Chỗ này mình có thể picnic, tiệc tùng ngoài trời nè. Đang có một lối mòn. Giờ mình sẽ đi vào đó thì tìm một chỗ rồi ngồi picnic một chút, hít thở một chút không khí trong lành và phơi một chút nắng. Chạy vào một chút thì mình thấy có một bãi đèo xanh rất đẹp, tươi mát và có rất nhiều cây xanh để cho mọi người picnic, tiệc tùng ngoài trời. Giờ mình sẽ chạy sâu vào trong tìm một chỗ mát mát rồi ngồi nghỉ mệt. Đã vào khu trong Golden Park đó, nhiều người ta đang tiệc ngoài trời picnic rất là vui. Thiệt là trong lành, rất là nhiều người đi bộ, tập thể dục và chơi. Còn có từng cuối nữa là hết mùa hè rồi, lúc đó lạnh là mọi người không có ra ngoài chơi được. Nên bây giờ mọi người tranh thủ đi chơi đây nè. Hóa trời, bên kia người ta có tiệc picnic party. Mình sẽ chọn một chỗ để mình ngồi, hóng gió, hít thở không khí. Rất là nhiều cây xanh, tươi mát. Bầu trời cũng rất là trong xanh. Vậy là hôm nay mình đã có một chuyến picnic nho nhỏ để tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa hè rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Bon Bon. Nếu các bạn có thích kênh của mình thì hãy vui lòng đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Xin cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.